Cả nhà ơi, ngày hôm nay em về thêm Hoàng Thảo Trần Tuấn này, là một trong những cái dòng hoa rất là quý và rất là hiếm trong giới hoa lan đúng không ạ? Và một cái dòng hoa có mang tên rất là đặc biệt là Trần Tuấn này. Em bán là 1.450.000 này. Đây cả nhà có nhìn thấy mặt bông của nó đấy. Đó. Và cái thân của nó thì dài nhất, nó cũng chỉ dài khoảng tầm hơn 10cm một chút thôi ạ. Đó, ngày hôm nay thì em về khoảng tầm 10 cân thôi, số lượng rất là có hạn đúng không ạ? Và em có những cái hàng dề này. Đó. Có những cái hàng dề nữa nhá. Em bán hàng riêng, hàng dề là em bán từ 3 lạng. Bởi vì là mỗi dề từ 3 lạng trở lên mà. Và 150.000 một lạng nhá, hàng dề ạ. Và để tới tối nay em có thời gian thì em sẽ làm từng hình. Còn bây giờ thì em vừa mới về và em giao lưu đến cả nhà, để cho cô chú anh chị nào muốn đặt hàng cho ngày hôm nay thì có thể là đặt. Lan Dương Chu Thảo xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn yêu hoa phong lan ở trên mọi miền Tổ quốc ạ. Hôm nay là tối em về thêm rất là nhiều những cái khúc cáo nguyên bản. Đó, những cái hàng cáo xếp đẹp này, những cáo lướt cũng rất là xinh ạ. Em sẽ giao lưu vào giờ đến với cả nhà luôn này. Cô chú anh chị để liên lạc với em Thảo thì hãy nhắn tin hoặc kết bạn Zalo với em Thảo theo hai số điện thoại 0965495087, 0848626228 ạ. Đầu tiên đây chính là những cái khúc cáo nguyên bản này. Nó khúc cáo nguyên bản toàn những cây lá xếp rất là cứng và rất là xinh luôn ạ. Đó. Đây. Đó. Đẹp quá. Đầu tiên là cây số 1 này. Xếp này. Xếp này có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cặp lá đấy. Cái cây này nó bị vàng khi mà nó già rồi. Nó trên núi nó đã bị vàng rồi nhá. Đấy. Số 1 này em bán là 300.000 này. Số 2 em cũng bán 300.000 đây. Cây này bản lá rất là dày, rất là cứng luôn đây. Đó, nguyên vẹn xe lẹn luôn. Số 2 em cũng bán 300.000. Số 3 em cũng bán 300.000. Nói chung là hôm nay em bán toàn là đồng giá luôn, một giá luôn. Số 3 này, đấy, số 3 300.000. Số 4 cũng 300.000, toàn những cây cáo xếp đẹp. Đấy, đẹp mili luôn đó. Đó, đẹp, bản lá cứng đẹp luôn. Số 4 này. Số 5 là một mẹ con cũng. Này, em cũng bán 300.000. Số 6 cũng là một cặp. Đấy, chị em sinh song sinh. Đấy, em cũng bán là 300.000. Đây là số 7 này. Đấy, số 7 này em cũng bán 300.000 này. Đó. Số 7 này cũng 300.000 nhá. Tiếp theo đây là cây Văn Đa Hương Chanh này. Khó cây này, một cây thẳng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cặp lá này. Cây này em bán là 280. Bó này. Nói chung là bó này được nhiều lắm. Em còn chưa mở ra xem cơ. Nhưng mà hàng này toàn hàng đẹp thôi. Toàn xếp xinh này. Đó. Đây này. Bó này mà trồng là phải được nhiều cây lắm đấy. Xếp nhỏ nhỏ rất là thích hợp cho cô chú anh chị nào muốn á, một cái giò lan đẹp mà nó đầy đủ những cái cặp lá mà những cái lá của nó không bị làm sao ấy, thì chúng ta mua về để chúng ta trồng ạ. Đó. Em bán bó này là em bán là 600.000 này. Bó số 1 là 600 này. Đây nhiều lá. Bó số 2 này. Đây. Bó số 2 này em bán là 550 này. Bó số 3 này. Bó này em bán 400 này. Tiếp theo bó này em bán là. Bó này cũng toàn những cây đẹp đây này. Đó. Bó này em bán là 400. Em có 4 hình. Và tiếp theo đây là một vài dề sơn thủy tiên này. Dề số 1 em bán là 220.000 này. Dề sơn thủy tiên số 1 220.000. Đó. Đây ạ. Dề số 2 này. Dề số 2 em bán 200.000 này. Dề số 3 230.000. Dề số 4 là 450.000. Cái dề này to và dài lắm. 450.000 này. Dề 5 rất là to và rất là đẹp luôn đấy ạ.
Em bán có 500 nghìn thôi, dề này. Dề số 6 này. Đẹp. Dề này em bán 250 nghìn, dề số 6 này. Dề số 7 là có hai dề này. Đó, một dề này. Và một dề này nữa em bán 220 nghìn, hình số 7. Hình số 8 cũng có hai dề, đây là một dề này. Cộng thêm cái hình này nữa. Đó, 215 nghìn. Và em chuẩn bị giới thiệu đến cả nhà về một số hình nguyên bản của gia đình em, về hàng rắn hương đuôi cáo này. Và đây là những cái bó nghệ tâm của gia đình em nè. Đó, hàng vào mùa này thì nó hát hiu như này, nhưng mà bán rất là chạy. Và hoa của nó hơi giống với phi điệp tím này. Hoa của nó hơi hồng hồng, hơi tím tím. Và nói chung là cái mặt bông, cái khuôn bông của nó rất là đẹp. Và cái dòng rất là dễ thuần luôn nhá. Dễ thuần cực kỳ luôn. Cái dòng này không thể chê vào đâu được. Em bán là 100 nghìn một bó nhá. Và tiếp theo là những cái cây Denso này. Denso thần tài, Denso phát tài của gia đình em này. Em bán là 240 nghìn một cây này. Cô chú anh chị mua hàng vui lòng nhắn tin hoặc gọi điện cho em Thảo theo số điện thoại 0965 495087 0848 626228 nhé. Em xin cảm ơn cả nhà mình ạ.